xuất gia. Này con, sau này khi nào con chuyển tâm tu hành, con phải hiểu cặn kẽ lời ta dạy. Cạo râu tóc, khoác áo cà sa, không phải từ đấy ta với đời cách biệt. Không phải từ đây ta là kẻ tu hành. Không phải từ đây ta khác với người. Không phải từ đây ta hay hơn người đời. Không phải người đời có thể hay hơn ta. Không phải từ đây ta sống với câu kinh tiếng kệ. Không phải từ đây ta gắn liền với tiếng mõ hồi chuông. Không phải từ đây ta làm lại cuộc đời. Không phải từ đây ta sống với mái chùa êm ả. Không phải từ đây ta sống với núi rừng thanh vắng. Không phải từ đây ta hãnh diện với đời. Cũng không phải từ đây ta lấn cấn với đời. Không phải từ đây ta mặc cảm với đời. Không phải từ đây ta trắng tay hay thành tiên thành Phật. Không phải từ đây ta học những điều thế gian không học nổi, vân vân. Mà sự thật là từ nay ta tập sống đúng bản chất thật của cuộc đời. Ta nhìn thân tướng đầu không tóc áo cà sa, có nghĩa là cuộc đời là vô thường, thật tướng là vô tướng, thật ngã là vô ngã, cuộc đời là bất toại nguyện, khổ đau là lẽ đương nhiên. Tại nơi đây bình minh xuất hiện, tại nơi đây an bình hiển lộ, tại nơi đây sanh diệt không còn, tại nơi đây không một ý niệm nào khởi dậy, tại nơi đây vũ trụ chính là ta là vũ trụ. Ví như ta là một giọt nước biển được trả về biển cả. Đừng lo rằng không chủ thể hưởng diệu âm này. Vì còn niệm có chủ thể hưởng diệu âm là còn trở lại con đường đau khổ. Hãy khởi niệm tâm hòa tán trong ánh sáng của vũ trụ. Ấy là hạnh phúc vĩnh hằng.